chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Giang. Video hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với môn toán lớp 4, tập 1, bộ sách Chân trời sáng tạo. Bài học đầu tiên hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với chủ đề 1, ôn tập và bổ sung. Bài số 1, ôn tập các số đến 100.000. Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 7. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé chúng ta sẽ đến với hoạt động đầu tiên, đó là hoạt động luyện tập. Trong hoạt động này, chúng ta sẽ thực hiện một số bài tập như sau. Bài tập số 1, thực hiện theo mẫu. Các em hãy quan sát cho cô bài làm mẫu. Số gồm 30.000, 7.600, 50 và 9 đơn vị. Chúng ta sẽ viết là 3, 7, 6, 5, 9. Và số này chúng ta sẽ đọc là 37.659. Số 37.659 chúng ta sẽ viết thành tổng như sau. 37.659 bằng 30.000 cộng 7.000 cộng 600 cộng 50 cộng 9. Rồi, tương tự như bài làm mẫu, chúng ta sẽ thực hiện câu A, câu B và câu C. Câu A, số gồm 60.000, 8.000, 100, 40 và 5 đơn vị.

Cộng 40, cộng 5. Tiếp tục, chúng ta sẽ thực hiện câu B. Số gồm 10.000, 2.000 và 200. Số này chúng ta sẽ viết như sau. 1, 2, 2, 0, 0. Và số này chúng ta sẽ đọc là 12.200. Chúng ta sẽ viết số này thành tổng như sau. 12.200 bằng 10.000, cộng 2.000, cộng 200. Tiếp tục, câu C, số gồm 4.000 và một đơn vị. Số này chúng ta sẽ viết như sau. 4, 0, 0, 1. Chúng ta sẽ đọc là 4.001. Và chúng ta sẽ viết thành tổng là 4.001 bằng 4.000 cộng 1. Như vậy, chúng ta đã thực hiện xong bài tập số 1. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 2. Ở bài tập số 2 này, yêu cầu các em điền số thích hợp vào các dấu hỏi chấm. Câu A. Ở đây cô có một giải số như sau. 4760, 4770, 4780. Dựa vào cách viết số như thế này, chúng ta biết được rằng để điền các số thích hợp vào các dấu hỏi chấm ở câu A, chúng ta sẽ đếm thêm 10 đơn vị nữa. Như vậy, ở đây là 4780. Thì ở dấu hỏi chấm này sẽ là 4790, tiếp tục 4800, 4810, 4820. Tiếp tục câu B, 6600, 6700, 6800. Dựa vào các viết số như thế này, chúng ta biết được rằng để điền các số thích hợp vào các dấu hỏi chấm ở câu B, chúng ta sẽ đếm thêm 100 đơn vị nữa. Như vậy, ở đây là 6.800, thì tiếp theo nữa sẽ là 6.900, rồi đến 7.000, 7.100, 7.200. Tiếp tục, câu C. 50.000, 60.000, 70.000. Như vậy, dựa vào cách viết số như thế này, chúng ta biết được rằng để điền các số thích hợp vào các dấu hỏi chấm ở câu C, chúng ta sẽ đếm thêm 1.000 đơn vị nữa. Vậy, ở đây là 70.000 thì tiếp tục sẽ là 80.000, 90.000 và 100.000. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 3, chọn số thích hợp với mỗi tổng. Cô có tổng đầu tiên là 30.000 cộng 6.000 cộng 200 cộng 40. Chúng ta sẽ được kết quả là 36.240. Như vậy, số 36.240 sẽ thích hợp với tổng A. Tiếp tục, 60.000 cộng 3.000 cộng 20 cộng 4, cô sẽ được kết quả là 63.024. Tiếp tục, 60.000 cộng 3.000 cộng 200 cộng 40, cô sẽ được kết quả là 63.240. Tiếp tục, 30.000 cộng 6.000 cộng 20 cộng 4. Cô sẽ được kết quả là 36.024. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 4, so sánh số. Cách so sánh số thì chúng ta đã được học ở chương trình toán lớp 3 rồi. Bây giờ, cô sẽ nhắc lại nhé. Cô ví dụ, ở đây chúng ta sẽ so sánh hai số. Đó là số 76.409 và số 76.431. Để so sánh hai số này thì chúng ta sẽ đi so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái sang phải. Nếu cặp chữ số đầu tiên khác nhau, số có chữ số lớn hơn thì chúng ta sẽ kết luận là số đó lớn hơn. Chúng ta thấy rằng số 76.409 và số 76.431 đều có cặp chữ số ở hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm giống nhau. Như vậy, cặp chữ số đầu tiên khác nhau, đó chính là cặp chữ số ở hàng chục. Không thì sẽ bé hơn 3. Vì vậy, chúng ta có thể kết luận được rằng 76.409 sẽ bé hơn 76.431. Như vậy, với cách này thì chúng ta có thể dễ dàng thực hiện được câu A và câu B của bài tập số 4 này. Câu A yêu cầu các em sắp xếp các số 10.748, 11.750, 9.747 và 11.251 theo thứ tự từ bé đến lớn. Dựa vào quy tắc so sánh số mà cô vừa nhắc lại, thì chúng ta sẽ sắp xếp được các số này theo thứ tự từ bé đến lớn như sau. Đầu tiên sẽ là số bé nhất, 9.747 sẽ bé hơn 10 ,748. 10.748 sẽ bé hơn 11.251 và 11.251 sẽ bé hơn 11.750. Như vậy, chúng ta đã thực hiện xong câu A. Tiếp tục, chúng ta sẽ thực hiện câu B, tìm vị trí của bốn số ở câu A trên tia số sau. Các em hãy quan sát cho cô tia số có ở câu B. Chúng ta sẽ điền bốn số ở câu A đã cho vào các vị trí A, B, C, D trên tia số có ở câu B. Như vậy, ở vị trí A sẽ là số lớn hơn 9.000 nhưng bé hơn 10.000. Và ở đây chúng ta thấy số phù hợp để điền vào vị trí A đó chính là số 9.747. Ở vị trí B sẽ là số lớn hơn 10.000 nhưng lại bé hơn 11.000. Đó chính là số 10.748. Còn ở vị trí C và vị trí D sẽ là số lớn hơn 11.000 nhưng bé hơn 12.000. Như vậy, ở đây chúng ta còn hai số, đó chính là số 11.750 và 11.721. Số ở vị trí C thì sẽ bé hơn số ở vị trí D. Do đó, ở vị trí C, chúng ta sẽ điền số 11.251, còn ở vị trí D, chúng ta sẽ điền số 11 11.750. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 5. Làm tròn số rồi nói theo mẫu. Các em hãy xem bài làm mẫu nhé. Làm tròn số 81.425 đến hàng chục thì được số 81.430. Rồi, dựa theo bài làm mẫu, chúng ta sẽ thực hiện câu A, câu B và câu C. Đầu tiên, chúng ta sẽ thực hiện câu A trước. Ở câu A yêu cầu chúng ta làm tròn số 356 và số 28.473 đến hàng chục. Bây giờ, cô sẽ nhắc lại cách làm tròn số đến hàng chục nhé. Nếu chữ số ở hàng đơn vị là 1, 2, 3, 4 thì giữ nguyên chữ số ở hàng chục. Nếu chữ số ở hàng đơn vị là 5, 6, 7, 8, 9 thì thêm 1 vào chữ số ở hàng chục sau khi làm tròn hàng đơn vị là chữ số 0. Như vậy, số 356 làm tròn đến hàng chục thì chúng ta sẽ được số 360. Còn số 28.473 làm tròn đến hàng chục thì chúng ta sẽ được số 28.470. Cách làm tròn số chúng ta đã được học ở chương trình toán lớp 3 rồi. Nếu em nào chưa nắm thì các em có thể xem lại các bài giảng. Hướng dẫn cách làm tròn số ở chương trình toán lớp 3 nhé. Tiếp tục, câu B. Chúng ta sẽ làm tròn các số đó là 2021 và 76892 đến hàng trăm. Và cô sẽ nhắc lại cách làm tròn số đến hàng trăm cho các em nắm nhé. Nếu chữ số ở hàng chục là 1, 2, 3, 4 thì chúng ta sẽ giữ nguyên chữ số ở hàng trăm. Nếu chữ số ở hàng chục là 5, 6 7, 8, 9 thì chúng ta sẽ thêm 1 vào chữ số hàng trăm, sau khi làm tròn thì hàng chục và hàng đơn vị chúng ta sẽ đổi thành các chữ số 0. Như vậy, số 2021 làm tròn đến hàng trăm thì chúng ta sẽ được số 2000. Còn số 76892 làm tròn đến hàng trăm thì chúng ta sẽ được số 76900. Tiếp tục, câu C, chúng ta sẽ làm tròn các số đó là số 7.428 và số 16.534 đến hàng nghìn. Cô nhắc lại nhé, để làm tròn số đến hàng nghìn thì các em hãy quan sát cho cô các chữ số ở hàng trăm. Nếu các chữ số ở hàng trăm là 1, 2, 3, 4 thì chúng ta giữ nguyên chữ số ở hàng nghìn. Nếu các chữ số ở hàng trăm là 5, 6, 7, 8, 9 thì chúng ta sẽ thêm một vào chữ số ở hàng nghìn. Sau khi làm tròn, thì các chữ số ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị chúng ta sẽ đổi thành các chữ số 0. Như vậy, số 7428 làm tròn đến hàng nghìn thì chúng ta sẽ được số 7000. Còn số 16534 làm tròn đến hàng nghìn thì chúng ta sẽ được số 17000. Tiếp tục, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 6. Câu A, hãy cho biết trong hình dưới đây có bao nhiêu tiền. Quan sát hình ảnh thì chúng ta thấy ở đây có một tờ 20.000, một tờ 10.000, hai tờ 5.000, ba tờ 2.000 và một tờ 1.000. Như vậy, để thực hiện được câu A, chúng ta sẽ đi tính tổng số tiền có trong hình. Đầu tiên là một tờ 20.000, cộng cho một tờ 10.000, cộng cho hai tờ 5.000, cộng cho ba tờ 2.000 và cộng cho một tờ 1.000. Cô có 20.000 cộng 10.000 là 30.000. 5.000 nhân 2 sẽ bằng 10.000. Như vậy, 30.000 cộng 10.000 nữa sẽ được 40.000. Tiếp tục, 2.000 nhân cho 3 sẽ được 6.000. 40.000 cộng cho 6.000 sẽ được 46.000. 46.000 cộng cho 1.000 thì sẽ bằng 47.000. Như vậy, Tổng số tiền có trong hình sẽ là 47.000 đồng. Tiếp tục, câu B, với số tiền trên có thể mua được hộp bút chì màu nào dưới đây? Như vậy, ở câu A, chúng ta đã biết được tổng số tiền có trong hình là 47.000 đồng. Và ở đây chúng ta có 3 hộp bút màu. Hộp bút màu này có giá là 56.000 đồng một hộp. Hộp bút màu này có giá là 48.000 đồng một hộp và hộp bút màu này có giá là 46.000 đồng một hộp. Như vậy, với số tiền là 47.000 đồng thì chúng ta sẽ mua được hộp bút màu có giá là 46.000 đồng. Chứ chúng ta không có đủ tiền để mua được hộp bút 56.000 đồng và hộp bút 48.000 đồng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang hoạt động thử thách. Mỗi con vật che số nào? Như vậy, để thực hiện được bài tập có trong hoạt động thử thách này, thì các em hãy quan sát cho cô dãy số ở câu A và câu B rồi tìm ra quy luật của nó. Sau đó thay các số thích hợp vào những con option. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện câu A nhé. 34.512, 34.522, 34.532. Như vậy ở câu A chúng ta sẽ đếm thêm 10 đơn vị rồi thay option bằng số còn thiếu.

chúng ta sẽ nếm thêm 100 đơn vị rồi thay option bằng số còn thiếu. Ở đây là 67.925 rồi, vậy nếm thêm 100 đơn vị nữa thì sẽ là 68.025. Tiếp đến sẽ là 68.125 và cuối cùng là 68.225. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với hoạt động luyện tập. Bài tập số 7 Câu nào đúng, câu nào sai? Câu A, số 24.503 viết là 2, 4, 5, 0, 3. Như vậy, câu A là câu đúng. Tiếp tục, câu B, số 81.160 đọc là 8160. Như vậy, câu B là câu sai. Tiếp tục, câu C, Số gồm 50.000 và 200, viết là 5, 2, 0, 0. Như vậy, câu C là câu sai, bởi vì số gồm 50.000 và 200 là số có 5 chữ số, chúng ta sẽ viết như sau, 5, 0, 2, 0, 0. Cuối cùng, câu D, 77.108 bằng 70.000 cộng 7.000 cộng 100 cộng 8, và đây là câu đúng. Tiếp tục, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 8. Chọn ý trả lời đúng. Câu A. Số liền sau của số 99.999 là số nào các em? À, muốn tìm số liền sau của một số, thì ta sẽ lấy số đó cộng thêm một đơn vị. Như vậy, 99.999 cộng thêm một đơn vị thì sẽ được 100.000. Vậy ở câu A chúng ta sẽ chọn ý trả lời đúng đó là ý A lớn 100.000. Tiếp tục câu B số 40.050 là số tròn chục bởi vì số này có chữ số ở hàng đơn vị là số 0. Do đó ở câu B chúng ta sẽ chọn ý trả lời đúng đó là ý D lớn số tròn chục. Tiếp tục câu C. Làm tròn số 84.572 đến hàng nghìn thì được số mấy? Chúng ta thấy số 84.572 có chữ số ở hàng trăm là số 5. Do đó, chúng ta sẽ thêm 1 vào chữ số ở hàng nghìn. Sau đó, chữ số ở hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị chúng ta sẽ đổi thành chữ số 0. Như vậy, ở câu C, chúng ta sẽ chọn ý trả lời đúng, đó là ý B lớn. Làm tròn số 84.572 đến hàng nghìn thì chúng ta sẽ được số 85.000. Cuối cùng, câu D, số bé nhất có 4 chữ số là số nào? À, chúng ta thấy, ở đây, số bé nhất có 4 chữ số, đó chính là số 1.000. Như vậy, ở câu D, chúng ta sẽ chọn ý trả lời đúng, đó là ý A lớn, 1.000. Tiếp tục, chúng ta sẽ thực hiện bài tập số 9. Dưới đây là độ dài quãng đường bộ từ Hà Nội đến một số địa điểm ở nước ta. Rồi, các em hãy quan sát cho cô bảng số liệu sau nhé. Dựa vào bảng số liệu này, chúng ta biết được rằng quãng đường từ Hà Nội đến cột cờ Lũng Cú có độ dài khoảng 439 km. Quãng đường từ Hà Nội đến Đất Mũi khoảng 2.107 km. Quãng đường từ Hà Nội đến Mũi Đôi khoảng 1.186 km. Quãng đường từ Hà Nội đến A Pa Chải khoảng 681 km. Rồi, dựa vào bảng số liệu này, trước tiên chúng ta sẽ thực hiện câu A nhé. Trong bốn quãng đường trên, quãng đường nào dài nhất, quãng đường nào ngắn nhất? À, dựa vào bảng số liệu mà đề bài đã cho thì chúng ta sẽ trả lời câu A là quãng đường từ Hà Nội đến cột cờ Lũng Cú là ngắn nhất, quãng đường từ Hà Nội đến Đất Mũi là dài nhất. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện câu B sắp xếp các số đo độ dài trên theo thứ tự từ lớn đến bé. Chúng ta sẽ dựa vào cách so sánh số để thực hiện nhé. Như vậy, dựa vào phương pháp so sánh số, chúng ta sẽ sắp xếp các số đo độ dài trên theo thứ tự từ lớn đến bé. Chúng ta sẽ được kết quả như sau: 2107 km, 1.186 km, 681 km, 439 km. Rồi, cuối cùng chúng ta sẽ thực hiện câu C, làm tròn các số đo trên đến hàng trăm. Đầu tiên là chúng ta sẽ làm tròn quãng đường từ Hà Nội đến cột cờ Lũng Cú là dài khoảng bao nhiêu km? Quan sát bảng số liệu thì chúng ta thấy độ dài quãng đường từ Hà Nội đến cột cờ Lũng Cú là 439 km. Chúng ta sẽ làm tròn số 439 đến hàng trăm thì chúng ta sẽ được số 400. Như vậy, quãng đường từ Hà Nội đến cột cờ lũng cú dài khoảng 400 km. Tiếp tục, quãng đường từ Hà Nội đến đất mũi là 2.107 km. Chúng ta làm tròn số 2.107 đến hàng trăm thì chúng ta sẽ được số 2.100. Vậy, quãng đường từ Hà Nội đến đất mũi dài khoảng 2.100 km. Tiếp tục, dựa vào bản số liệu chúng ta thấy quãng đường từ Hà Nội đến Mũi Đôi là 1.186 km. Như vậy, chúng ta sẽ làm tròn số 1.186 đến hàng trăm, thì chúng ta sẽ được số 1.200. Vậy, quãng đường từ Hà Nội đến Mũi Đôi dài khoảng 1.200 km. Tiếp tục, quan sát bản số liệu thì chúng ta thấy quãng đường từ Hà Nội đến A Pa Chải là 681 km. Như vậy, chúng ta sẽ làm tròn số 681 km đến hàng trăm thì chúng ta sẽ được số 700. Vậy, quãng đường từ Hà Nội đến Apa Chải dài khoảng 700 km. Như vậy, chúng ta đã thực hiện xong các bài tập có trong bài học ngày hôm nay. Trước khi kết thúc bài học, các em hãy cho cô biết trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta đã học được những gì? À, đúng rồi, trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta đã ôn tập lại cách so sánh số, cách viết số thành tổng và cách làm tròn số. Như vậy, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Có hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.